Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Hải Channel. Và trên tay mình đây là chiếc iPad Gen 10. Chiếc máy này thì vẫn đang có sẵn tại Hoàng Hải Mobile, nên là bạn nào mà có nhu cầu muốn tìm một chiếc iPad cơ bản, giá rẻ, phù hợp với học sinh sinh viên thì hãy đến với Hoàng Hải Mobile để mua chiếc iPad Gen 10 này nhé. Bài đánh giá thì mình đã làm rồi, và hôm nay thì mình biết rằng đối tượng người sử dụng chiếc iPad Gen 10 này thường là những người rất trẻ. Họ thường thích giải trí và chơi game trên một chiếc iPad. Hôm nay thì mình chuẩn bị khá tựa game rồi, và mình sẽ cùng chơi tựa game, thậm chí là mình còn chơi hẳn với cả một tay cầm nữa, để xem xem là chiếc iPad Gen 10 này chơi game có ngon không nhé. Bởi vì là iPad Gen 10 thì có A14 Bionic đi kèm 4GB RAM, thật sự là một cấu hình cũng rất là khỏe, chứ không phải là một cấu hình yếu. Nếu mà so tablet trên thị trường thì nó phải gọi là top đầu rồi, gần như là cực kỳ khỏe. Nên là bây giờ chúng ta hãy cùng gaming test xem chiếc iPad Gen 10 này nó chơi khỏe như thế nào nhá. Vâng, và đây là chiếc iPad Gen 10, mình cảm thấy sạc đầy rồi. Tải một số cái tựa game mà anh em hay chơi vào đây để mình test. Và mình có rất đầu tư, mang hẳn cái tay cầm nữa, và bây giờ thì mình sẽ kết nối vào để chơi thử nhá. Nhưng mà với chiếc iPad Gen 10 thì nếu như các bạn muốn kết nối với tay cầm thì phải bắt buộc có một cái hub, bởi vì chiếc máy này sử dụng Type-C, mình không thể kết nối bình thường được. Và thậm chí nha, là cái chiếc iPad này nó cũng hỗ trợ cực kỳ tốt cho những cái tay cầm. Như các bạn nhìn này, kết nối cực kỳ nhanh luôn. Đấy, kết nối luôn và tay của Xbox. Thì nên là bạn nào mà đang có nhu cầu mua cái này để chơi game với tay cầm thì qua Hoàng Hải nhá. Rồi, mình sẽ thử game đầu tiên, bởi vì mình rất thích chơi là Ocean Horn. Đây là một tựa game trong Apple Arcade các bạn. Một cái dịch vụ chơi game khá hay của Apple, mà cái mình thích là nó support tay cầm. Đấy, nếu thể chơi tay cầm thì rất là chill. Đấy à, cũng support quay mặt luôn này. Đấy, như phết. Có gì không? Cũng chẳng có gì đâu. Chính em chơi vui phết các bạn, kiểu cái con iPad Gen 10 chơi rất là mượt, vào đây mình dùng tay cầm thoải mái thôi. Ok, tay thế thôi nhá, chúng ta sẽ tự game tiếp theo xem nào. Có rất là nhiều tựa game hay, có Sonic Racing này. Cá nhân mình ấy, thì là một người mà có thể nói là rất là thích chơi game trên con iPad Gen 10 này, bởi vì là như các bạn có thể thấy vừa rồi ấy, là con A14 này chơi game rất là mượt, mà thực sự nó mát lắm. Đây mình cầm vào tay nó gần như chả nóng gì cả. Và các bạn có thể xem cái setting này, HDR cực cao, quá kinh luôn, và thậm chí là Ultra HD là tương lai thì có thể support thêm nhé. Đấy, bạn nhìn này, rất là mượt. Đấy, chỉ tiếc một điều là chiếc máy này nó không hỗ trợ những cái kiểu tiêu chuẩn cao cấp đâu, kiểu là 120 Hz ấy thì nó không có, chứ còn thực sự chơi game như này nó quá mượt này. Đấy, chả mình cũng được đấy. Bây giờ mình muốn test hẳn loa luôn đi, xem loa cái này có hay không, bởi vì là iPad Gen 10 nó có 12 loa các bạn ạ, chơi game chắc chắn sẽ sướng. Ủa, loa này sướng quá, ba cộng đồng như các bạn nghe này. Sôi rồi. Và mình thích là hai cái loa nó tạo cho mình một cái âm thanh nó vỏ, nó là hai bên nó đẩy vào tai mình nghe nó đều. Trước nghe cái iPad Gen 9 này chán, nó chỉ một bên. Hơi bị giảm sáng đấy, vì thực sự là mình chơi cũng lâu rồi mà setting lại có HDR luôn. Các bạn nhìn của bạn đẹp không? Mình chơi bây giờ 20 phút nhưng bị giảm sáng nhẹ đúng không? Thực ra nó chả đáng lắm bởi vì đây cách iPad OS hoạt động các bạn. Chứ còn cá nhân mình cái tay của mình chơi để thấy nóng luôn. Nhưng mà kệ thôi, nó xịt đâu thế rất thôi. Có 71 người kiểu có một mình ở thành phố rồi ạ. Tôi giết thêm một người đúng không ạ? Mình còn 71 người trên bản đồ. Vừa rồi là mình vừa thử chơi game cho các bạn bằng iPad Gen 10 kèm theo cả một chiếc tay cầm nữa. Vậy thì các bạn đánh giá là chiếc iPad Gen 10 để chơi game như thế nào? Cá nhân mình trải nghiệm thì thực sự nó chơi game quá ngon, rất mượt mà và gần như là với cái tựa game mà mình hay chơi hàng ngày nó đều xử lý cho mình một cách cực kỳ là ngon lành. Vậy nên là bạn nào ấy mà đang phân vân muốn mua chiếc iPad Gen 10 này thì nó vừa có thể đáp ứng cho các bạn về học hành và chơi game thì thậm chí nó đáp ứng cực kỳ là ngon luôn. Nên bạn nào có nhu cầu thì hãy đến với Hoàng Hải Mobile nhá. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.